Xin chào các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đón nghe theo dõi tập 147 của Bắc Tống Phong Lưu. Phụ tử hai người hàn huyên vài câu nữa liền rời đi. Thái Du nhìn bóng lưng của phụ thân, thần sắc có vẻ rất phức tạp. Bỗng nhiên bên cạnh có một cung nữ đi tới, hắn tiện tay lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh chợt có người dò hỏi, anh Quốc Công, có phải ngươi trong người không thoải mái? Sao sắc mặt không tốt lắm? Thái Du quay đầu nhìn lên, người tới chính là Đồng Quán, thì cười nói: "Nhận được Thái úy quan tâm, ta không sao." Đồng Quán ha hả cười nói: hơ, hơ, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thái Du đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Thái úy, ngươi và kinh tế sử gặp mặt qua, thấy người này thế nào?" Đồng Quán cười nói: "Là một nhân tài." Lại nói tiếp: "Hắn còn là ân nhân của chúng ta đấy. Chúng ta lần này có thể trở về nhanh như vậy, toàn bộ là nhờ vào hắn. Nếu không như vậy, chúng ta bây giờ còn đang hùng trâu đón gió bắc rồi." Thái Dù khẽ cười một tiếng, khinh biệt nói. Thái Quý không khỏi quá kiềm nhường. Lúc trước hiệp ước thề thư trên biển giấy trắng mực đen, mọi thứ đều đủ. Kim quốc hắn có thể không đem biến kinh và những nơi khác trả lại cho chúng ta sao? Ta thấy Hoàng thượng có ý khiến hắn lập công với phái hắn đi đấy. Đông quán thoáng sửng sốt, lập tức giấu giếm thành sắc dò hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Sao vậy? Vì sao ngươi có hứng thú đối với lý kỷ như vậy? Thái Dù thu liễm vài phần cười nói. Chỉ là tò mò thôi. Đồng quán ha hả nói, <laughs> đừng nói người, ta mặc dù gặp qua hắn vài lần, nhưng đối với hắn cũng vô cùng tò mò. Mới vừa rồi ta với cùng hoàng thượng, cả thầy úy, hữu tướng bọn họ tan gẫu qua vài câu. Mỗi người đối với hắn đều là càng thêm tán thưởng. Thái Du cởi nói, cười nói, vậy sao? Nhưng vào lúc này, một mùi hương cuốn tới, mọi người ngửi thấy hơi chấn động, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang cửa bên kia. Một lát chỉ thấy bốn người tôi tớ mang một tấm ván gỗ hình chữ nhật đi đến. Trên ván gỗ là một vật thể hình trụ tròn, có điều là dùng vải đỏ bao phủ vì vậy không ai biết bên trong là cái gì đến rồi đến rồi đầy đích thì là vô tướng tổng huy tổng kích động liền đứng dậy bốn người kia đầu tiên là đem tấm ván gỗ đặt lên bàn tiếp theo lại hướng tới tổng huy tổng thì lễ tổng huy tổng vội đi lên trước hỏi món ăn này là vô tướng sao lý kể chưa tới một tên bên trái con người nói đáp hoàng thượng món này chính là chân giò hun khói vô tướng chân giò hun khói vô tướng tổng huy tổng thoáng sửng sốt nói vậy vậy rốt cuộc có phải là vô tướng hay không người nọ lại nói theo phó tổng quản nói nghiêm chỉnh mà nói đây lại không phải là vô tướng chỉ là món khai vị của vô tướng không phải là vô tướng tống huy tông thoáng cảm thấy có chút thất vọng hỏi vậy vô tướng rốt cuộc khi nào mới có thể trình lên chuyện này chuyện này tiểu nhân không biết nhưng phó tổng quản nói đợi sau khi dâng món này lên mới đến lượt vô tướng tống huy tông thoáng gật đầu thầm mắng lý kỳ thích làm ra vẻ huyền bí chỉ vào đồ vật trên ván gỗ kia nói đây là chân giò hun khói gì lớn như vậy mau xốc lên để chậm nhìn một chút vâng hai người đem sốc vải đỏ lên trên chỉ thấy bày dưới là một cây chừng một thước dài xúc xích chân giò đường kính ức chừng 20 mươi phân bề ngoài bóng loáng vô cùng sắc đỏ vàng tỏa sáng còn nhẹ nhẹ tỏa nhiệt dường như mới ra lò không lâu mọi người đều ngẩn ngơ tống Tổ huy tổng lại chưa từng gặp qua chân giò hun khói đặc biệt như vậy run giọng nói đây, đây đây là chân giò hun khói người nọ cùng kinh đáp vâng chân giò hun khói này dùng 10 chân giò heo cộng thêm ngọc trụ hoa dao nghĩa là chất dính với tinh bột nhào thành bùn lại lấy 10 ruột lớn nhỏ trong thịt heo chế thành khuôn bên ngoài đem thịt nát bao ở bên trong hầm đó hơn nữa những nguyên liệu này đều là từ trong nồi pha chế vô tướng lấy ra đấy đây là chân giò hun khói ư ừ. đây rõ ràng chính là vàng mà mọi người nghe xong thì đều âm thầm lắc lầu lè lưỡi chính nguyên liệu mà người này nói loại nào không phải quy báu vô cùng phải biết rằng đây vẫn chỉ là món khai vị nhưng mà nghĩ mà xem món vô tướng kia quý báu cỡ nào tổng huy tổng nghe được thì thèm chảy nước miếng vất tay người nọ tới trước bàn lấy ra một con dao nhỏ đem cái miếng xúc xích to lớn cắt thành nhiều lát dài một cm mỗi nhát đi xuống này khí nóng hôi hồi tỏa ra một mùi nồng đậm đặc biệt chậm rãi phiêu tán bay ra chỉ người thấy mùi thơm này người vây xem đều là say mê không ngừng đợi người nọ cắt đến một nửa tống huy tông liền không nhịn được nữa để tùy tùng lấy một miếng mang đến dùng đĩa ăn cắn một miếng nhỏ lúc đầu chỉ cảm thấy trong mặn mang ngọt tươi mới ngon miệng nhắn nhụi như không án bám vào đầu lưỡi dường như hòa làm một thể khí thơm thật lâu không chịu tán đi nhưng ăn đến phần sau lại cảm giác ngon vô cùng hơn nữa cái loại mùi vị tươi ngon này vô cùng đặc biệt làm cho người ta có dư vị không dứt không khỏi khen chân giỏ hôn khói vô tướng này thực sự là ước chừng làm người ta dư vị ba ngày đó những người còn lại sau khi nghe xong đều thèm chảy nước miếng sau khi đợi người nọ cắt xong một loạt tiến lên chân giỏ hôn khói to lớn nháy mắt bị chia cắt nhanh chóng chỉ hận là sói nhiều mà thịt ít. Người nọ bỗng nhiên nói, các vị đại nhân không nên vội ăn. Phó tổng quản nói chân giò hun khói này, nếu chấm tương tam minh trị có chứa gàn ngỗng ăn thì sẽ có mùi vị càng đặc sắc. Một số người ăn nhanh nghe nói như vậy, thiếu chút nữa thì không cho tên đó một cái tát mà biến đi, ức hiếp người quá mà. Mọi người lại nghe theo, dùng tương gan ngỗng tàm mình chị chấm với chân giò hun khói ăn, quả nhiên mùi vị chỉ có trong tương gàn ngỗng kết hợp với chân giò hun khói này vừa hợp. Không chỉ có như thế, Lớp bánh mì bên ngoài kia vừa vặn hòa tan vị muối, vị ăn được gọi là rất thơm. Mọi người đối với tài nấu nướng của Lý Kỳ đều giơ ngón tay cái lên. Ngô Mẫn lắc đầu khen. À, hiện giờ muốn nếm món kim đào chủ vương thì thật là quá khó khăn. Từ sau lần tư cô Yến, ta đã không được nếm nữa rồi. Triệu giã thở dài. À, đúng vậy. Hiện giờ hắn ít đi túy tiền cường nấu ăn. Bình thường rất khó để được thưởng thức nữa. Thái Kinh tức giận nói đừng nói các ngươi mà ngay cả lão phù cũng hơn một tháng không được ăn thức ăn hắn làm rồi triệu lương tự ha ha nói ha ha nói như vậy ta vẫn còn may mắn lần trước ta cùng với hắn đi Sứ kim quốc cũng ăn không ít đồ ăn hắn làm đặc biệt là món gà trong nướng thật sự là quá mỹ vị mà mọi người sau khi nghe xong đều tràn đầy hâm mộ không phải là một món đồ ăn sao có dừng chuyện gì mà đáng thổi phồng chứ thái du khẽ mồi nhếch lên một tiêu khinh thường chợt nghe được đồng quán bên cạnh cảm khái nói thật sự là ăn ngon dùng ngọc trụ hoa dao làm đồ ăn ta cũng đã nếm quả không ít nhưng đều không giống món chân giò hun khói này thật sự ăn ngọt đến như vậy thái dù nếm một miếng giờ đây không nói gì được thật sự là rất chính thống vừa vàng lấy một miếng gan ngỗng tam minh trị gan ngỗng tam minh trị này y cũng chưa nếm qua hai vị kết hợp làm một ăn vô cùng thơm thiếu chút nữa không muốn nuốt cả lưỡi vào trong bụng đang lúc mọi người còn đang giữ món chân giò hun khói vô tướng này món thứ hai đã bày lên rồi chỉ thấy bảy tám công nữ nâng trên địa đi đến rồi sau đó lại bày đặt chén đĩa chỉnh tề trên bàn đợi sau khi các cung nữ đem cái lồng chụp mở ra chỉ thấy bên trong toàn bộ mặt trên đều là hình viên thuần một màu đen trắng giao nhau chính là hình vẽ bắt quái đen trắng phần mình còn đẹp hơn cả tranh vẽ hơn nữa còn có cảm giác sống động đẹp đến cực điểm đối với tiến đồ đạo giáo mà nói lại hoàn mỹ không có khuyết điểm tống huy tông lại là một hoàng đế đạo giáo vừa thấy viên bát quái này nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết hỏi vội đây cũng là món vô tướng chế tác giả một đầu bếp nói vâng Món ăn này tên là vô tướng bắt quái, súp viên, là dùng gà, hải sâm, nhân sâm, móng heo gần làm ạ. À. Súp viên, Tống Huy Tông kinh hô một tiếng, chỉ vào trong mâm nói. Nhưng chấm vì sao nhìn trong mâm này một giọt dịch súp cũng không khó. Đầu bếp kia nói. Đó là bởi vì toàn bộ súp ở trong viên này. Màu trắng chính là thịt gà sấy khô, màu đen chính là hải sâm. Phó tổng quản đầu tiên là dùng gân chân dê đun nhừ, lại đem hỗn hợp súp dịch này chế thành chất dính đông lạnh, lại từ trong nồi vô tướng lấy ra hải sâm, thịt gà sấy khô băm nhỏ, quấy thành thịt khối, đem chất chính đông lạnh này bao ở bên trong thịt khối làm thành hình bắt quái cho vào hầm vì vậy nhìn qua thì không có dịch xúc quấy vá đối với một số tín đồ đạo giáo mà nói quả thực chính là tiên đan Tổng huy tổng hứng thú ăn càng tăng đầu tiên là dùng đũa gấp nhưng do bề ngoài viên thái cực này quá mức bóng loáng căn bản gấp không được chỉ có thể dùng nhíp kẹp một viên vào miệng vừa mới cắn xuống còn có thể ngầm nghe thấy một tiếng bộp nhỏ vang lên xúc dầm bên trong nháy mắt trào ra dịch xúc văng khắp nơi ở trong miệng lăn mình lướt vào trong cổ họng bởi vì súp sâm này bị bao kín nhiệt độ không giảm dường như không phải uống vào mà là súp sâm tự mình chui vào miệng thơm tận xương tùy cái loại cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả lại nhai kỹ một lần thì càng ngon bội phần nuốt vào vị đầy đủ của hải sâm và thịt gà tươi thơm quện vào nhau lại có súp sâm dẫn đường trong đó mùi vị thực sự là không thể tả được nói không hết hết thầy đều ở trong miệng thân là kim đao chủ vương cho dù là từng miếng đậu hũ nhỏ hắn cũng có thể làm ra món gà chay còn ngon hơn cả gà thật càng huống hồ cho hắn nhiều nguyên liệu quý bóng như vậy. Điều này giống như là một kẻ mê võ nghệ tay trái đồ long, tay phải ỷ thiên. Tuy rằng nặng một chút, nhưng mà cái sự hưởng thụ ở mặt tinh thần này thật là không có cách nào diễn tả. Tống Huy Tông nhắm mắt chậm rãi, nuốt, thật giống như đang thưởng thức một nhạc khúc tuyệt mỹ. Hoặc là nói chính mình đang đánh một tuyệt khúc thiên cổ, dùng ngũ tạng lục phủ của chính mình gảy nên tiếng đàn thái cực hoàn vô tướng này. Một từ thôi, đẹp, chính biểu hiện này của ông ta không nghi ngờ là quảng cáo tốt nhất rồi những đại thần kia làm sao còn nhịn nổi nữa cái thìa kẹp cùng tiến Đợi Tống Huy tông từ trong mỹ vị tỉnh lại trước mặt thấy cực hoàn đã ít đòi không còn bao nhiêu chỉ nghe thấy tiếng tán thưởng việc này chưa hết lại một món đồ ăn tiếp tục bày lên chỉ thấy cái nào cũng toàn màu vàng kim Bao ngư nguyên trạng từng hàng từng hàng được xếp trong bầm xứ xung quanh bày ra rau xanh tô điểm chớ xem thưởng rau xanh này nhưng thấy thủy quang lăn tăn tự như bạch ngọc vị thúy rất là mê người nha Người kia lại giới thiệu nói, tên của món ăn này là Vô Thượng Nguyên Bảo. Tống Huy Tông dường như nhìn ra môn đạo rồi, hỏi, Vô Thượng Nguyên Bảo này có phải làm từ bảo ngơ? Người kia vội cười nịnh nọt nói, Hoàng thượng đoán không sai. Lớp dưới một phần chính là bảo ngơ, phần giữa nhô lên là món ăn nhẹ. Món ăn nhẹ chính là thịt của động vật có vỏ, cũng là nghêu sò hoặc là thanh khẩu. Ở hậu thế có một tên nhỏ nhã là Đông Hải Phu Nhân, đó là tuyệt thế trần phẩm. Đây không phải là vẽ vời cố ý làm ra vẻ huyền bí sao? một âm thanh hết sức không hài hòa vang lên tống huy tông thoáng nhíu mày quay đầu nhìn thấy người nói chính là thái du thì sắc mặt thoáng hỏa hoãn lại vài phần cười nói ái khanh e đà vẫn lần đầu tiên nếm đồ ăn của lý kỳ làm thái du gật đầu nói ví thần quả thực là lần đầu tiên thưởng thức vậy thì khó trách tống huy tông cười ha hả bắt đầu thuyết giáo nói một món đồ ăn phân màu hương vị hình dáng lý kỳ cũng thích bỏ công sức vào hình thức món ăn làm cho nó đẹp một chút nhưng hắn tuyệt không cố làm ra vẻ huyền bí thông thường đều cũng có thẩm mỹ hắn rất ít làm những món trông thì ngon mà không dùng được kim đào chủ vương tuyệt không phải là hư danh những người còn lại đều gật đầu nhưng không một ai lên tiếng thái du vội cười làm lành nói hoàng thượng nói rất đúng vi thần thụ tổ giáo tống huy tông lại hướng tới người đầu bếp đó nói trẫm nói có sai người đầu bếp đó nói hoàng thượng nói không sai phó tổng quản nói bảo ngươi này trước đó trải qua đun nhừ phần giữa vị tươi mất đi khá nhiều cho dù là tương lỗ vẫn cứ thiếu mất vị tươi ngon vì vậy đem phần giữa một khối bỏ đi thay bằng đồ ăn nhẹ hành động này vì duy trì vị tươi ngon đầy đủ cũng làm tăng thêm vị cho bảo ngư hai cho kiểu treo đầu dê bán thịt chó Tông huy tổng cười ha ha cảm thấy thú vị dùng hai đầu ngón tay cầm lấy một miếng cắn một cái hai mắt trợn mạnh nuốt xuống vài lần kinh ngạc nói chậm không có nếm nhầm chứ cái này bên trong cái này làm sao lại còn cốt cháo Ông ta nói xong thì không dám tin, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong quả nhiên là cháo gạo trắng, mọi người cũng kinh ngạc không ngừng. Người đầu bếp kia nói, Thực ra tinh túy của món ăn này không phải là bào ngư và đồ ăn nhẹ, mà là cháo bên trong, bởi vì cháo này hấp thu tinh hoa còn sót lại của bào ngư. Tổng Nguyên Tông kinh ngạc nói, còn sót lại. Người đầu bếp kia giải thích nói, đó là bởi vì đại bộ phận tinh hoa ở bên trong bào ngư đã bị vô tướng hấp thu rồi. Thì ra là thế. Người nói tiếp, Ngoài bảo ngư ra, cháu này lại cùng đồ ăn nhẹ chưng với nhau, giống như là lấy bảo ngư làm nồi, đồ ăn nhẹ làm vung, cháu mặc dù không nhiều lắm nhưng mà vô cùng mỹ vị. Hơn nữa, hơn nữa phó tổng quản còn nói, dân lấy thực làm trời, lương thực này chính là vật chân quý nhất trên đời, cho dù là bảo ngư, đồ ăn nhẹ không thể so sánh với nó, vì vậy nó là vô thượng nguyên bảo. Tống Nguyên Tông nghe được như thoáng chút suy nghĩ, vuốt vuốt trầm dâu, đột nhiên về mặt hưng phấn nói. Dùng bảo ngơ và đồ ăn nhẹ làm nổi bật sự quý báu của gạo trắng. Ha ha ha, hay, hay cho một vô tướng nguyên bảo. Tống Huy Tông nghe được như thoáng có chút suy nghĩ, vút vút trầm dâu, đột nhiên về mặt hưng phấn nói. Dùng bảo ngơ và đồ ăn nhẹ làm nổi bật sự quý báu của gạo trắng. Ha ha ha, hay, hay, một vô tướng nguyên bảo. Chấm biết, Lý Kỳ làm mỗi một món đồ ăn, nhất định là có ngụ ý ở bên trong. Đây cũng là một trong những thú vui đặc biệt khi thưởng thức đồ ăn của hắn làm vừa dứt lời chợt nghe được bên cạnh vang lên thừng thừng vài tiếng lại nghe tiếng được thái kinh ăn mà hô lên ba tiếng hay nói cháo bảo ngư lá hù cũng đếm quả không ít nhưng phàm là cháo bảo ngư đều là lấy bảo ngư là chính cháo làm phụ rốt cuộc cháo không có mùi vị không đỏ được với vị tươi ngon của bảo ngư nhưng cháo này lại tươi ngon vô cùng cùng với đồ ăn nhẹ hòa là một thể nhập khẩu tức hóa mềm mại vô cùng thật là mỹ vị đến cực điểm bảo ngư còn lâu mới có thể đỏ được không hồ là lão sâu ăn. So với lời con của lão nói còn có chiều sâu hơn nhiều. Hơn nữa, từng câu từng câu nói đến tuyệt diệu. Kế tiếp món ăn này dường như là trở về món ăn truyền thống, cũng không có gì đáng chú ý. Dùng một loạt bát lớn, đựng nguyên liệu đi kèm bên trong, cũng là vừa nhìn hiểu ngay. Chính là dùng tỏi, thù du và nguyên liệu xào đi kèm. Nhưng món chính bên trong lại có chút ý vị sâu xa, nhìn giống như là bụng heo, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Món ăn bình thường, nhưng nguyên liệu chính lại rất đặc biệt. Không chỉ là như thế, tên món ăn này, này cũng càng làm cho người ta không hiểu ra sao. Gọi là vô tướng phỉ thúy. Tổng huy tổng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái món ăn này với phỉ thúy có quan hệ gì, không khỏi hiếu kỳ nói. Tên này thực sự là ý vị sâu xa. Các đại thần khác cũng đều bắt óc suy nghĩ bên trong này rốt cuộc có bí quyết gì. Nhưng nghĩ nửa ngày thì cũng không nghĩ ra tại sao nó là như thế. Tổng huy tổng cũng không có hỏi trực tiếp kẹp một miếng lên nếm thử, nhưng cảm thấy hương giòn ngon miệng so với tai heo còn giòn hơn so với xương sùn lại nhiều hơn một phần mềm mại cũng so với hai món trước ngon hơn nhưng cuối cùng nếm không ra là làm từ cái gì đám người thái kinh cũng sung phong tiến lên nếm thử nhưng không một ai có thể đoán ra Tống huy tông nghĩ đau đầu rốt cuộc không kìm nổi do hỏi vô tướng vị thúy này rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy đầu bếp kia vút cảm nói đáp hoàng thượng món ăn này chính là dùng phổi heo làm đẹp phổi heo mọi người đều chấn động Hiện giờ thịt heo ở xã hội thường lưu vốn không được hoan nghênh, càng huống hồ là phổi heo, mà đứng ở trong đây người nào cũng không phải là quan to hiển quý, ai mà đếm qua phổi heo. Một người bỗng nhiên nói, Ta hai năm trước ho khăn, nhưng thật ra nếm qua một miếng phổi heo bổ thận, nhưng cũng không có giòn ngon như vậy. Người nói chính là Vương Trọng Lăng. Tổng Huy Tông cũng không tin, lắc lắc đầu nói. Chấm mặc dù chưa nếm qua, nhưng không tin phổi heo này lại có mỹ vị như thế. Đầu bếp kia nói, tiểu nhân không dám lừa gạt hoàng thượng. Đây là một ít cuống phổi trong phổi heo làm đấy ạ. Phó Tổng Quản nói vật này là vật đeo trên người heo. Chỉ cần xào lăn, cho dù là người tầm thường cũng có thể pha chế ra mỹ vị này. Cuống phổi trong phổi heo. Tống Huy Tông cảm giác có chút khó tin, lắc đầu cười cười. Thái Kinh cảm thấy tiếc hận nói. Chỉ tiếc là hồi lúc còn trẻ không biết mỹ vị này, hiện giờ đang không phát hiện được. Ôi chào, ta hiểu rồi triệu giai luôn luôn trầm mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái kêu lên tống huy tông còn bị dọa gần ra nói giai nhi người hiểu cái gì vậy triệu giai cười nói phù hoàng con hiểu được món ăn này vì sao thầy gọi là vô tướng phỉ thúy rồi tống huy tông hỏi vội vì sao triệu giai cười nói đây chỉ là thủ thuật chém mắt lý kỳ đùa vui hắn thực ra tên trong món ăn cũng đã nói cho chúng ta biết món ăn này là dùng cái gì lý băng hạn hà hà nói hà, hà ta cũng hiểu được rồi phỉ thúy này không phải là phỉ thúy mà chính là phổi giòn phổi trong phổi heo giòn trong hương giòn Mọi người thì bừng tỉnh đại ngộ đều buồn cười. Tống Huy Tông cũng là cứ cười lắc đầu nói. Tiểu <laughs> từ này cũng thật là giả hoạt. Hắn khẳng định sớm dự đoán ta và mọi người không nếm ra đây là làm từ cái gì đấy. Cho nên cố ý thiết kế mê trận để cho ta và mọi người đoán. Kỳ thật đáp án lại ở ngay trước mặt chúng ta. Thái Kinh cười khổ nói. <cười> Đáng giận ta và mọi người còn thật là bị hắn lừa rồi. Mọi người vừa nghe đều là phá lên cười. Món ăn kế tiếp món ăn này được bày lên. Chính là món vịt khuôn nổi danh đời sau. Mọi người một tay ăn một con, ăn vị thơm càng gấp bội. Trong nháy mắt được canh giờ quá khứ, liên tiếp hơn 20 món do vô tướng dẫn xuất ra mỹ vị món ngon. Mọi người ăn vui đến quên cả trời đất. Theo đứng nhấm nháp rồi lại đến ngồi ăn. Thẳng đến bọn họ cái cảm giác bụng ăn no mới nhớ tới suy nghĩ cả đời ngày vô tướng còn không có xuất hiện. Tống Huy Tông trong lòng càng tỏ ra mong đợi, gọi người đầu bếp chuyên môn giới thiệu món ăn trầm giọng hỏi. Vô tướng làm sao vẫn chưa được đem lên. Người đầu bếp kia nói, đáp hoàng thượng, Kế tiếp món ăn này chính là vô tướng rồi, chỉ có điều phó tổng quản nói trước đó phải lấy trà xúc miệng. Thái Du hừ nói, không phải là một món ăn sao, làm sao lại phiền toái như vậy? Tống Huy Tông khoát tay nói, ai cảnh có điều không biết, một món ăn thiếu chút nữa không đem ngự thiên phòng của chậm vết sạch rồi, xúc miệng, xúc miệng. Hoàng thượng đều cầm đầu rồi, những người còn lại chỉ có thể làm theo, lại một lát sau, chợ thấy một đoàn 15-16 công nữ tạo thành đội ngũ từ ngoài cửa đi đến. Trong tay các nàng đều nâng một cây khay bên cạnh còn có một vị thanh niên không phải lý kỳ thì là ai thái du liếc mắt lý kỳ khinh thường nói người này thật đúng là đặc biệt nhưng dâu tóc cũng chỉ có thế mà thôi đồng quán ngồi bên cạnh gã kinh ngạc nháy mắt cười nói anh quốc công lời này sai rồi món ăn hắn làm không phải cũng vô cùng ngon sao thái du hử nói vậy thì đã sao hắn cũng sẽ không phải mỗi ngày tới nấu cơm giúp ta đồng quán cười cười cũng không có nói gì nữa một lát sau lý kỳ liền đi tới giữa hắn bất giác liếc mắt nhìn thái du ngồi bên trái đồng quán cho thấy thái du cũng đang đánh giá hắn hơn nữa dường như còn có chứa một tia địch ý chuyện này khiến lý kỳ không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ ta với hắn còn chưa gặp mặt hơn nữa quan hệ với lão thái hàng rất tốt gã vì sao lại đối với ta mang ý thù hắn nhưng lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều hướng tới tống huy tông ngồi ở trong đình hành lễ nói vi thần tham kiến hoàng thượng tống huy tông vội nói mau mau miễn lễ tiểu tưởng ngơi lại khiến trẫm chờ đợi khổ sở rồi Lý Kỳ cười nói, không biết những món ăn trước hoàng thượng có hài lòng không? Tông Huy Tông hà hả, hả nói, món người làm đương nhiên là mỹ vị ngon miệng, nhưng hôm nay gọi là vô tướng yến, vô tướng không già người bảo chấm hài lòng thế nào? Nói hiểu nói vượn, mau đem vô tướng bày lên đi. Ông ta thật sự là không chờ đợi nổi nữa rồi. Những công đứa kia đem cái trục bò ra, chỉ thấy trong mỗi cây khay đều có bốn bát ngọc lớn nhỏ loại trung bình, nhìn qua tuy rằng vô cùng xa hoa, nhưng bát ngọc này e là còn không đáng giá bằng đồ ăn bên trong. So thánh ra cũng không là cái gì cả, trên mắt ngọc còn có nắp che lại sau khi đợi cung nữ đem vô tướng phân cho các vị khách ở đây xong tất cả mọi người mang tâm tình kích động đem nắp mở ra như khi nắp vừa mới mở ra tất cả mọi người chừng lớn hai mắt ngây ra như phỗng không có ngoại lệ lý lý kỳ người cớ gì bưng một chén nước trong dâng lên lời vừa nói ra những người còn lại cũng để phản ứng nhau nhau lên kinh ngạc nhìn lý kỳ tổng huy tổng cũng không có tâm trạng lấy chuyện đại sự như vậy ra nói đùa không sai trong chén mọi người cũng chỉ là một chén nước thanh khiết trong suốt đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ mới vừa rồi hóa đá tại chỗ. Những người này đều đã từng chứng kiến tay nghề làm bếp của Lý Kỳ. Món kia không phải là tráng lệ tột cùng, sắc hương vị đều đủ, mà món vô tướng này vẹn vẹn từ nguyên liệu cho thấy thì lại càng tôn quý, xa hoa. Nếu không, Tống Quỳ Tông cũng sẽ không đem vô tướng sắp xếp ăn nở tiệc ăn mừng. Không chỉ có như thế, mọi người vừa rồi cũng đã chứng kiến vô tướng dẫn sinh ra món ăn. Mỗi món đều là vô cùng hoa lệ, mỹ vị. Bọn họ mới vừa rồi đều suy nghĩ, vô tướng thực sự rốt cục sẽ hoa lệ thế nào, mỹ vị như thế nào, không nghĩ rằng Lý Kỳ trực tiếp dâng lên một chén nước trong cho bọn họ. Sự tranh lệch này thực sự quá lớn, không một người nào có thể chấp nhận được. Thái Kinh nghi ngờ nói. Chẳng nhẽ nước trong này cũng là để cho ta và mọi người xúc miệng hay sao? Mọi người đều gật đầu, cũng muốn khẳng định như vậy. Toát mồ hôi, xúc miệng. Lão Hàng à, người dùng nước này xúc miệng, dùng không đến một tháng, thái phủ các người chắc chắn là phá sản. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Thái sư, đây là vô tướng, vô tướng mọi người đều quá sợ hãi tống Huy tông cũng không thể tin nổi nói chấm cho người nhiều nguyên liệu quý báu như vậy người lại làm ra một chén nước trong cho chấm xin ngươi ngươi vậy là cho ta sao ngươi chỉ là để ta giúp ngươi làm tốt thôi lời nói này thật dễ làm cho người ta hiểu lầm lý kỳ cười nói hoàng thượng vị thần cho rằng dùng nước súp để hình dung thì sẽ thỏa đáng hơn đây là súp tống Huy tông ngẩn ngơ nói thái dù bỗng nhiên nói quan kinh tế đây rõ ràng là một chén nước trong Người không cho rằng chúng ta đều chưa từng nhìn thấy súp canh ư? Vương Phủ cười nói, hơ hơ, đúng vậy, súp cũng không phải là kiểu này. Lý Kỳ nghiêm túc nói, chư vị, kỳ thực vô tướng chính là một món súp, nhưng nếu nó giống những súp canh bình thường khác thì sao có thể nào xứng được với tên gọi vô tướng này? Vô tướng chính là hàm ý không sắc không màu, không bụi không bẩn. Tổng huy Tông lúc này mới tin tưởng đây, đây đại đích thực chính là vô tướng. Trông mong sao, trông mang ánh trăng, trông mong là một chén nước trong, đây khiến ông ta làm sao có thể tiếp nhận nổi nói không thất vọng thì khẳng định là giả thái kinh bỗng nhấn mải nói có thể đem một chén canh làm được không sắc không màu không bụi không bẩn vậy cũng không phải là chuyện dễ à thái sư khen chặt rồi lý kỳ khẽ mỉm cười biểu hiện cực kỳ khiêm tốn tống huy tông vừa nghe nghĩ lại thì cảm thấy thái kinh nói có chút đạo lý đây nếu là một chén nước trong vậy là loại bình thường thôi nhưng nếu là một chén súp canh thì lại thật không thể tin nổi thần kỳ hay không lên xem bản chất nó là cái gì thì do hỏi nói lý kỳ món vô tướng này của người có thể có gì đáng chú ý trước khi ăn nghe lý kỳ giảng đạo lý đã là một khâu không thể thiếu rồi lý kỳ cười nói hoàng thượng người còn nhớ được ba món ăn trên đỉnh núi túy tiên cư không tống huy tông gật đầu nói chuyện này chấm đương nhiên là nhớ món thứ nhất chính là khai thủy tung diệp món thứ hai chính là phật khiêu tường món thứ ba chính là món vô tướng này rồi hoàng thượng nói không sai lý kỳ vừa chắp tay nói nếu là đem ba món ăn này đứng với nhau chính là đại biểu cho một người trong cuộc đời nhất định phải trải qua ba giai đoạn hả lời này nói làm sao tống huy tông hiếu kỳ nói món thứ nhất khai thủy tùng diệp giống như là vô tướng trong thời thai nghén nụ hoa chớm nở nhất định phải cẩn thận bảo vệ khi pha chế khai thủy tùng diệp bước cuối cùng chính là dùng súp không ngừng đi tưới cây đó điều này rất giống với người làm vườn tưới nước cho hoa cỏ cây cối khiến nó khỏe mạnh trưởng thành lại giống như cha mẹ giáo dục con cái học hành biết chữ dạy dỗ chúng tri thức mong muốn chúng thành tài cho nên khi thưởng thức khai thủy tùng diệp cho người ta một loại cảm giác trơn mềm non nớt mấu chốt này chính là ở chữ non nhưng mà món thứ hai là Phật khiêu tưởng có thể nói là vô tướng lúc còn tuổi trẻ nó có tài hoa không gì sánh được tài năng lộ rõ kiêu ngạo không kiềm chế được hương phiêu mười dặm sợ không người biết được khi mở màn che Phật khiêu tưởng ra chỉ dựa vào mùi vị của nó có thể ắt hẳn những món ăn khác làm cho người ta hướng về sùng bái có câu là tuổi trẻ ngông cuồng bất kể là nhìn từ tên món ăn hay là nhìn từ món ăn dùng cuồng để hình dung Phật khiêu tưởng thật là không thể thích hợp hơn nhưng đây cũng không hàm ý đây chính là thời điểm đỉnh cao của một con người Vĩ thần cho rằng một người, đặc biệt là một người nam nhân, thời khắc đỉnh cao thực sự ở trên 40 tuổi trở lên, bởi vì thời điểm này bất kể là sức khỏe, tài hoa, tinh thần lịch duyệt đều đã đạt đến đỉnh cao, không có ngượng ngùng khi còn trẻ, không hề giống lúc trẻ ngông cuồng, thêm một phần kiềm chế và một phần khiêm nhường có thể đạt tới cảnh giới thu thả tự nhiên. Mặc dù ngực có khe rãnh cũng không phóng ra ngoài, đây cũng là thời điểm một người nam nhân có sức hấp dẫn nhất, mà vô tướng đúng là như thế. Nó ẩn chứa trên đời tinh hoa thượng thừa nhất mà không lộ ra ngoài, trong như nước suối như nó không mùi vị gì cả chất lượng của nó lại dư vị vô cùng trong tiểu thuyết vi tần viết những người học võ theo đuổi cảnh giới cao nhất chính là vô chiêu thắng hữu chiêu mà cảnh giới cao nhất của tay nghề làm bếp chính là lấy vô tướng thắng có tướng lý kỳ một phen ngôn luận phát ra mọi người nghe được như si mê say sưa có thể nói là ngay cả vương phủ cũng không khỏi thầm khen một tiếng tiểu tử này tài án nói ta không so được những lời nịnh nọt này quả thực là hay đến cực điểm hơn nữa không lưu dấu vết Vậy bọn vô tướng phân này phối hợp với nhau thì lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả là bất kể là minh quân hay là hôn quân, chỉ cần bọn họ ngồi ở ghế thượng long, bọn họ đều muốn trường sinh bất lão, hơn nữa tốn bao công sức hành động, tuy rằng không một người thành công, nhưng đây cũng nói rõ một điều, chính là bọn họ đều để ý đến tuổi tác của bản thân. Nhưng mà Tống Huy Tông đã qua tuổi tứ tuần, ông ta đương nhiên sẽ hâm mộ người còn trẻ giống như Lý Kỳ, nhưng những lời này của Lý Kỳ hoàn toàn đào điên suy nghĩ trong lòng ông ta, khiến ông ta cảm thấy đỉnh cao của bản thân giờ mới bắt đầu. Hàm vẫn còn sớm vô tướng này hương vị như thế nào còn không đáng thảo luận nhưng đối với tống huy tông mà nói chính là một món ăn tinh thần rất tốt chỉ từ trên tinh thần thì đã có hưởng thụ rất tốt không chỉ có thế đại đa số người ngồi ở đây đều là một số đàn ông trung niên lý kỳ và thái kinh xem như hai cực đoan những người này đều vô cùng cho rằng lời nói này của lý kỳ còn có một loại rộng mở trong sáng có cảm giác phục hồi sinh mạng mới hay tống huy tông chợt qua to một tiếng hay nói nói rất đúng hay cho cái vô triều thắng hữu triều cho dù đây quả như là một chén nước trong, vậy cũng mỹ vị vô cùng. Món vô tướng này đích thực là uyên thầm đó. Hiển nhiên, Lý Kỳ nịnh hót này cũng coi như là nịnh hót đúng chỗ rồi. Những người còn lại liên tiếp gật đầu, súp này đều chưa nếm cũng đã khen không dứt miệng rồi. Lý Kỳ vút cảm nói, đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Tống Nguy Tông cực kỳ vui mừng, cười ha hả nâng bát nói, "Chư vị hãy cùng với chấm thưởng thức món vô tướng này đi." Vâng. Bọn họ cũng không dám bắt giới ăn quả nhân sâm, đều là giống như nếm rượu, nhấp một miếng nhỏ, nhưng cảm giác ấm áp thanh dịch nhập khẩu loại hương vị này trước kia chưa bao giờ đếm qua làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái không khỏi mặt mày vừa nhấc lại uống thêm một hớp nhỏ chỉ cảm thấy súp dịch trong như nước này mặc dù giống như nước trong nhưng hương vị lại vô cùng phong phú trong vị chua có vị ngọt trong vị ngọt có vị mặn trong vị mặn có vị tươi ngon rất phức tạp lại cẩn thận thưởng thức cảm giác tựa như thiên thành dường như đây vốn là nước trong đó hương vị cũng không phải là người thêm vào mà là bản thân hương vị của nước hơn nữa lần đầu người thấy chỉ cảm thấy có chút mùi nhẹ, nhưng vừa vào miệng, mùi thơm đồng đậm nhất thời muốn nổ tung ra. Theo máu lưu động tràn ngập toàn thân, thấm vào ruột gan, làm cho người ta cảm thấy chợt đưa thân vào sơn dã rừng cây, chợt đưa thân vào mênh mông biển lớn, lại chợt đưa thân vào trắng nõn mây tía. Mỗi một giọt xúc dịch đều đang khiêu chiến đầu lưỡi cực hạn của mọi người, cho dù tiên lộ cũng không thể sánh được. Trong khi tất cả mọi người đắm chìm vào món vô tướng này, suy nghĩ chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, thật giống như rượu xưa lâu năm, càng nếm càng say, càng nếm càng tò mò, càng nếm càng si mê. Gọi là vô tướng, lại bao quát vạn tượng, nhìn như đơn giản lại tươi ngon vô cùng. Đột nhiên đều cảm thấy vừa rồi nếm các món ăn đều là không có mùi vị gì cả, chỉ có món vô tướng này mới được gọi là món ngon. Từ vô tướng đến đời người, nếm hết chua ngọt đắng cay, hết sức có dư vị. Một ngụm lại một ngụm, ngay lúc bất tri bất giác trong chén đã thấy đáy, có điều mọi người đều tham lam cả tống huy tông dường như còn chưa có nếm đủ còn chưa nếm ra hương vị của vô tướng đã bị cắt ngang như vậy trong lòng của hắn càng mất mát vội nói mau 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 mang thêm cho chấm một chén nữa toạt mồ hôi ngươi thật có đây là nước hả lý kỳ ngượng ngùng nói ơi hoàng thượng chỉ chỉ có một chén này hết rồi ạ tống huy tông không dám tin nói nhiều nguyên liệu như vậy chỉ nấu một chén này đổ khốn người biết đếm hay không vậy lý kỳ gượng cười nói Hoàng thượng kỳ thực kỳ thực là một người một chén, ngoài ra còn có bên hoàng hậu cũng đưa đi không ít. Ở cổ đại nam nữ cũng rất khó cùng nhà, cho dù là hoàng thất thì cũng vậy, cho nên tiệc ăn mừng thông thường đều là phân hai bên cùng lúc cử hành. Hiện giờ những thê tử của những người đang ngồi ở đây đều ở bên hoàng hậu, ngựa thiên vọng cũng chỉ có thể một món chia hai phần. Việc này, Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn, tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy tiếc nuối nói. Hương vị vô tướng này thực sự là quá đẹp. Hiện giờ ngoài chờ vô tướng ra, chậm nếm tất cả các món ăn khác đều cảm thấy vô vị. Chỉ tiếc là, chỉ tiếc là quá ít. À, ta nhổ vào ngươi, đừng nói là bảo ta làm nữa nhé. Lý Kỳ không khỏi sắc mặt cả kinh, vương phủ bỗng nhân định nọt nói. Hoàng thượng, nếu là vẫn chưa ăn nghiện, là để kinh tế sử một lần nữa là được rồi. <laughs> Chó chết, ngươi à, ta đúng là gian xảo đấy. Lý Kỳ vội vàng đang muốn mở miệng, cho thấy Thái Kinh khoát tay nói. Không ổn, không ổn, lá thần cho rằng hành động này không ổn. Chính là vì như thế mới có thể thể hiện sự quý báu của vô tướng. Món ăn này, cả đời thưởng thức một lần cũng đủ rồi. Thưởng thức thêm lần nữa, có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Lý Bang Ngạn cũng cười nói. Lời của Thái Sư, cùng với cách nghĩ của Lý Mỗ không bàn mà hợp, với một chén nhỏ này ít nhất có thể dư vị cả đời, khó có thể quên. Đủ rồi, đủ rồi. Tổng Huy Tổng cũng không có nghĩ qua là muốn Lý Kỳ làm nữa, ông ta không thể không bận tâm cảm thụ của hoàng hậu vội vàng mượn cớ xuống thang hà hà nói hờ hờ hờ, đúng vậy cái món vô tướng này thật là nước mưa ông trời ban cho nhân gian nếu một lần là đã vinh hạnh lớn lao rồi quá mức yêu cầu cũng có chút phạm đế tự nhân rồi không biết trừ vị nghĩ đến món vô tướng này thế nào lý kỳ lúc này mới thở vào một hơi nói thật món ăn này ở hậu thế vẫn còn tương đối dễ làm dù gì đời sau tất cả đều là cơ giới hóa nhưng ở thời đại này thì độ khó đúng là càng gia tăng rồi những người ngồi ở đây, dù là đầy bụng kinh luân, nhưng trước mặt vô tướng không tránh khỏi đều có vẻ nghèo khó. Họ bắt óc suy nghĩ thì vẫn không tìm ra lời hay ý đẹp nào để hình dung về vô tướng này. Chỉ có thể gật đầu khen đẹp, nhưng cụ thể thì thế nào là phép đẹp, họ thực sự không thể nói ra được. Điều kỳ diệu trong đó, Tổng Huy Tông cảm giác không đúng, không khỏi cười lắc đầu nói. Lý kì có vị thần, Tổng Huy Tông gật đầu cười nói. Hôm nay, xem như người cho chấm thấy thế nào gọi lợi ích ngồi đáy giếng. Trước đây, chấm vẫn luôn cho rằng, Chấm đã thưởng thức hết những món ngon trong thiên hạ rồi, nhưng món ngon thiên hạ đều không sánh bằng đạo vô tướng này. Lý Kỳ cung kính đáp, xin hoàng thượng thứ tội. Lời hoàng thượng vi thần không dám gật bừa. Tống Huy Tông ô lên một tiếng, hỏi, còn có món ăn ngon hơn vô tướng? Lý Kỳ đáp, ở à đương nhiên là có rồi. Món gì? Chính là ngũ cốc hoa màu. Mọi người đều sửng sốt, ngũ cốc hoa màu. Tống Huy Tông nhíu mày đói người đây là đang lấy chấm làm trò đùa. Ngũ cốc hoa màu, mệt cho ngươi đã nói ra. Lý Kỳ cười ha hả, hả nói, vi thần không có gan này. Chỉ là vi thần thực sự nghĩ là vậy, chỉ có món ăn không biết chán mới là món ngon nhất. Hoàng thượng, chưa vị, mọi người thường nghĩ mà xem, thứ gì mà mọi người ăn hàng ngày mà không cảm thấy chán? trương Bằng Sương cười ha hả nói, ha ha, à, nghe người nói như vậy hình như là có chút ý nghĩa. Ta bình sinh thích ăn dê nhất, nhưng nếu cả tháng liên tục cũng sẽ chán ngấy, chỉ có cơm là ăn hàng ngày, sao mà ăn mãi cũng không thấy chán. Nếu là dùng lý này để giám định món ngon này không, đó thì quả thực đúng là ngũ cốc hoa màu rồi. Những người khác nghe cũng liên tiếp gật đầu, thay dù bỗng lên tiếng, Cơm vẫn là cơm, sao có thể gọi là đồ ăn được? <laughs> cái tên này, lão tử không chọc giận ngươi, sao ngươi cứ làm khó ta chứ? Lẽ nào chính là khí hạo nhiên, chính khí trên người ta khiến cho gã cảm thấy khó chịu? ơi nhất định là như vậy rồi. Lý Kỳ cười nói. Dám mỏi anh quốc công, thế nào là món ăn? Thay dù sừng sốt, không biết nên nói như thế nào, Lý Kỳ cười nói. Đều nói đồ ăn, đồ ăn, kỳ thực cơm cũng là món ăn, món ăn cũng là cơm. Ở một số nơi ở phía Bắc, người ở đó không phải ngày nào ăn thịt mà sống sao? trước mặt hoàng thượng nói món vô tướng này vẫn là tiên lộ nhân gian của trời ban cho nhưng quy thần cho rằng nếu ngũ cốc hoa màu thế gian chúng ta mang tới thiên hạ cho những thần tiên đó thưởng thức họ cũng cảm thấy vô tướng cũng không đáng nhắc tới lời nói này rất là có khí phách tổng huy tông có thể nói là nhân vương nghe lý kỳ nói như vậy thì cảm thấy mình chẳng khác gì thần tiên cười ha hả nói ha ha nói rất hay hay cho cầu ngũ cốc hoa màu thú vị thú vị cao cầu, cầu khẽ lắc đầu cảm thán miệng lưỡi của tên tiểu tử này quả là rất cao dù thế nào thì hắn cũng đều có thể khiến cho hoàng thượng long nhàn vui vẻ. Ta phục hắn rồi. Bạch Thế chung bên cạnh cười khổ nói. Có nhiều lúc câu nói này của hắn cũng có thể khiến cho người ta tức đến chết. Dù đã nhấm nháp xong vô tướng rồi, nhưng món ăn này cũng đã khiến cho Tống Huy Tông và các đại thần nhiều hồ nghi. Ví dụ như vị ra và món canh này cũng làm thành như nước. Hơn nữa những món ăn này là thế nào? Tất cả mọi thứ đều khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lý Kỳ biết thì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói hết. Về bí quyết của món ăn này, quả thực hắn cũng không keo kiệt chút nào. Bởi vì nếu ai học được đó, đó chỉ có thể nói người này đầu óc thối nát. Những đại thần đó chỉ là nghe được một nửa cảm thấy đầu óc căng lên, quá phức tạp, quá nhỏ nhặt, quá dườm già. Cuối cùng Lý Kỳ lại nói là dùng tờ lụa để lọc nước canh cách không để lại dấu vết, cho nước vào. Mọi người lại cảm thấy rất là kỳ lạ, tiếng tán thưởng không ngớt. Từ sau khi Lý Kỳ phá giải món vô tướng này, mọi người bắt đầu thảo luận nhiệt tình. Rõ ràng mà dễ nhìn, lý kỳ lại một lần nữa át giọng chủ rồi lần này ý của vô tướng yến nhằm mục đích mừng công của đồng quán thái du nhưng từ sau khi lý kỳ và món vô tướng của hắn xuất hiện mọi người đều dồn hết sự chú ý vào lý kỳ liên tục tán tưởng món ăn tuyệt vời vô tướng đó còn về phần mừng công dường như họ sớm đã quên mất rồi lý kỳ mỉm cười ứng phó với mọi người ánh mắt lại thường để ý tới thái du thấy thái du sắc mặt ngày càng khó coi thì không khỏi nhủ thầm khí lượng của người này nhòn khí lượng của người này còn nhỏ hơn cả vương phủ phải giao hả với gata tuyệt đối không phải là chuyện dễ nhưng nếu đối địch với gã ở giữa lại thêm một thái kình nữa quả thật khiến người ta đau đầu rồi sau khi thảo luận một hồi về vô tướng tống huy tông bỗng lên tiếng lý kỳ chấm có chuyện dặn dò ngươi ngươi chuẩn bị thế nào rồi lý kỳ hơi sững sờ mới nhớ ra là muốn nhảy dựng lên trong lòng không ngừng kêu khổ Ai, người đúng là khiến ta mệt chết đi được ngoài miệng thì lại nói chuyện hoàng thương dặn dò quý thần sao dám quên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Tốt lắm, ngươi mau đi chuẩn bị đi. Chấm còn chờ thưởng thức điệu nhảy bớt mỡ của ngươi. Vâng, Lý Kỳ chắp tay lui ra Long đình viên. Kỳ thực không cần Tống Huy Tông nói thì ngay cả những người còn lại đều cũng rất chờ mong. Lần trước ở phủ Thái sư, Lý Kỳ và Phong Nghiên Hồ đã nhảy khúc đó, đến giờ khiến cho rất nhiều người đều nhớ rất rõ. Hiện giờ mỗi món ngon đều đã thưởng thức xong rồi. Mọi người đang đứng dậy, trở về ô tiệc tự chọn của mình. Mỗi người đều rất thích món tiệc tự chọn này. Nói chẳng ra là tiệc tự chọn này đã phát huy được không gian của họ rất lớn. Thái Du thấy có cơ hội liền đi thẳng tới bên Tống Huy Tông, khom người cười nịnh nói. Hoàng thượng, Tống Huy Tông quay đầu lại, thấy đấy là Thái Du, thì cười nói. Chậm dùng tướng vô tướng này, thay Ái Khanh đón gió tại trần, Ái Khanh có hài lòng không? Chuyện này chắc chắn là Vĩ thần tham gia yến tiệc hoàn mỹ nhất rồi. Hỏa ngân mênh mông, Vĩ thần quả thực là thấy hổ thẹn. Thái Du cảm kích đến giờ nước mắt nói, Tống Huy Tông cười ha hả Người lập công lớn như vậy, chấm tự nhiên không thể bạc đãi người được. Thái Du lòng đầy vui mừng cười ha hả nói Hoàng thượng còn nhớ trước khi thần xuất trình đã có yêu cầu nho nhỏ đó không? Tống Huy Tông sửng sốt, hơi nhíu mày, hai mắt chật lóe lên, khi thế cũng rất cẩn thận, dù sao cũng là hoàng thượng, thân mắt đôi khi cũng có thể dọa chết người ta. Thái Du Hoàng sợ nói, ờ, à, hoàng thượng đã hiểu lầm rồi, vị thần tuyệt đối không có ý đó. Kỳ thực vi thần có chuyện khác muốn nhờ. Tống Huy Tông giãn mày ra nói, chuyện gì? Lý Kỳ trở lại ngự thiện phòng, nhưng khi vừa vào tới cửa hắn liền hô lên, dựa vào ôn dịch tới đây chỉ thấy những người nấu ăn đó chạy đông chạy tây trong ngựa thiện phòng nằm ngủ ngáy o o lão đệ ngơi về rồi lý kỳ ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy tà bá thanh từ trên lầu đi xuống liền hỏi tà đại ca bọn họ chính là tà bá thanh cười khổ nói <cười> mệt muốn chết rồi món vô tướng này của ngươi có lẽ khiến cho nguyên khí ngự thiện phòng bị tổn thương rồi lý kỳ nhíu mày bước lên phía trước đẩy dựa sát vào người đầu bếp đó đang ngủ reo lên ai 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 tỉnh dậy tỉnh dậy Hai tiếng ta ta của người đó ngủ như lợn vậy. Hey, người thật đúng là cứng đậy. Lý Kỳ tiện đài lấy chiếc bình ném mạnh xuống đất vỡ tan. Bạch một cái. Xảy ra chuyện gì? Thế nào? Những người đầu bếp đó bị đánh thức dậy, kích động nhìn khắp nơi. Bỗng thấy Lý Kỳ không vui nhìn họ, liền bò lên hành lễ với Lý Kỳ và tả ba thanh. Lý Kỳ trầm giọng nói. Ta biết mọi người đều rất bận, nhưng bất cứ lý do nào cũng đều không thể là lý do các ngươi ngủ trong bếp. Các người là đầu bếp, không phải là kẻ ăn mày thích ứng với mọi hoàn cảnh cút hết về ngủ cho ta những tên ở bếp đó sợ đến vã cả mồ hôi cuống quýt chạy ra ngoài ta bá thanh cười nói ly lao đệ dù người rất ít khi tới ngự thiện phòng nhưng mọi người đều rất sợ người đấy ta cũng không muốn như vậy nhưng đầu bếp thì phải giống một đầu bếp nhà bếp này là dùng để nấu ăn lại không phải dùng để ngủ hơn nữa ở đâu khắp nơi đều là lửa củi dầu ngồi nhỡ không cẩn thận bốc lửa thì làm thế nào ta cũng là vì họ mà thôi Lần sau nếu còn để ta bắt gặp nữa, ta sẽ đổi họ ra khỏi cung. Rõ ràng, nhân cách thứ hai của Lý Kỳ là chủ đạo tư duy của hắn. Tạ Bá Thanh cảm thấy hắn nói cũng có lý, gật đầu nói. Hoàng thượng bên đó thế nào rồi? Tất cả đều tốt. Lý Kỳ mỉm cười nói. Hoàng hậu bên đó thế nào? Tạ Bá Thanh cười ha hả nói. Không ai là không khen ngợi. Ngay từ ban đầu, sau khi thưởng thức món vô tướng, Hoàng hậu trình có chút phê bình kín đáo, sau đó lại tán thưởng hết lời. Món này của người quả thật là tuyệt đấy. Lý Kỳ cười cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tà đại ca, mấy ngày này những người đó quả thực là mệt mỏi. Người có thể thưởng cho họ thêm chút tiền thưởng không? Nếu có khó khăn gì, ta có thể giúp đỡ. Ngụ ý này đơn giản chính là số tiền này hắn muốn xuất ra, tà bá thanh cười nói. Chuyện này ngươi yên tâm đi, hoàng thượng và hoàng hậu đều hết lời khen ngợi món vô tướng này, nhất định sẽ có phong thưởng. À, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi chẳng phải là vẫn đi nhảy với phong đương tử sao? Chết tiệt, suýt chút nữa là quên chuyện này rồi. Ta đi xông nước mắt trước, đợi chút rồi nói sau. Lý Kỳ cũng không muốn mang cơ thể đầy mùi mùi hôi mà đi nhảy van, quá là hôi hám. Tắm qua, mùi mồ hôi trên người cũng tẩy đi một chút mệt mỏi đó. Lý Kỳ thay bộ trang phục kiểu mới, quần đen áo trắng, giày đen. Đó là loại da thật được mua giá thật. Kiểu dáng dù đã ra rồi, nhưng mặc lên người thì không phải rất thoải mái. Lý Kỳ tới Bắc Tống Lông như vậy còn thích đôi giày vải nhẹ hơn, kẹp một cái bím tóc là ra ngoài, chờ hắn vừa ra tới trước cửa long địch viên đâm đầu vào mấy người đi tới một người đẹp ở giữa dàn hàng ngang nhưng thấy người đẹp đó mày ngài đến đầu xiên thoa vàng lông mày cong hình trăng non giống như khoảng không sầu thẳm hai mắt long lanh đôi môi son răng trắng da trắng nõn nà váy lụa tơi thắm eo nhỏ nhắn duyên dáng thân người cao gió thon gọn là lướt bay bổng quả như là xinh đẹp quyến rũ đẹp tuyệt trần người tới chính là phong nino con gái lớn lên như vậy quả thực là hại chết những người đàn ông này rồi Cuối cùng mình đã hiểu tần phu nhân vì sao lại đóng cửa không ra, hóa ra là vì tốt cho cánh đàn ông chúng ta. Lý kỳ thầm tán dương, tần phu nhân nhân tử thánh thiện, trở phòng nghỉ nô đi tới gần, hắn cười ha hả nói. Ha, ha, phòng đường tử nên giữ vững tinh thần đi, đừng để rơi vào người ta nhé. Người này quả thực là thích chọc giận ta, phòng nghỉ Nô thản nhiên nói. Cũng vậy, cũng vậy. Hai người sánh đôi vào trong vườn, khi đám người, mặt người dạ thú đó thấy Phong Nô tới rồi liền lộ nguyên hình, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Phong Nguyên Nô. Phong Nô hôm nay so với trước đây đã nâng lên một bậc nữa rồi. Dưới sự giúp đỡ của đôi giày cao gót, kết hợp thêm sự ngạo nghễ vốn có, phong phạm thiên hoàng cựu tinh là điều không thể thiếu. Điều này đối với đàn ông mà nói lại vô cùng chí mạng, còn Lý Kỳ đứng bên cạnh Phong Nô không thể nghi ngờ, chính là đối tượng mà mọi người phỉ nhổ, như đang nói, khốn kiếp, buông người con gái đó ra, để ta tới. Lý Kỳ đương nhiên là hiểu ánh mắt của họ, dù sao cũng đồng tình phản nhau, khác tính hít nhau mà. Trong lòng duy trì có nỗi khổ, vì sao không phải là nhảy ở hậu cung? Tống Huy Tông không khỏi ngần người. Nếu không phải là có lý sư sư tuyệt sắc này rồi, Hay là Phong Huy Đô cũng khó thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ông ta. Ông ta chờ lâu như vậy cũng không muốn chờ thêm nữa. Chờ sau khi hai người hành lễ xong, liền để họ lập tức bắt đầu. Hai người đi tới giữa, sau khi Lý Kỳ đặt tay dẫu lưng, hơi khom người đưa một tay ra, Mặc dù rất nhiều người đã biết Phong Nguyên sẽ đặt tay lên, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cảnh tàn nhẫn này. Thái Du híp mắt nhìn Phong Nguyên không những không có bất kỳ đố kỵ nào, ngược lại khóe miệng còn lộ rõ nụ cười đầy dâm đãng. Ha, hình như cô đã béo lên nhiều rồi. Tay của Lý Kỳ vừa đặt lên eo của Phong Nguyên liền bột miệng nói, nhưng lời nói vừa dứt, mũ bàn chân liền thấy đau nhói. Hắn hít một luồng khí lạnh, mặt mũi tái xanh. Không xong rồi, quên đi tất bảo vệ rồi. Tức giận nhìn Phong Nguyên đang muốn đả kích, tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên phong nguyên Nô trượt một cái quyến rũ cười ta đã nghĩ thông rồi nếu sai dù là ai sai họ nhất định sẽ cho rằng ngươi sai cho nên ta không phải sợ chuyện này nàng đều nghĩ thông rồi lý kỳ tức giận nghiến chặt răng nói vậy đúng là chúc mừng cô cuối cùng đã phá bỏ được ranh giới ngực to không não ngực to không não hai mắt của phong nguyên Nô lóe lên ánh nhìn như lửa đốt chỉ tiếc là tiết mục van mở màn đã tới rồi cô không còn cơ hội dẫm chân nữa cái gì lại muốn dẫm lên chân ta nữa cô dẫm đi ta cho đấy lý kỳ rất vô sỉ nói trong lòng cũng thấy ghét vô cùng phòng nghỉ đồ hận là dẫm chân quá nhẹ ánh nến dập dìu nổi bật giữa chiếc chụp đèn khiến cho không gian mờ ảo điều này đối với oan gia kiếp trước thì là chỉ có nhảy múa nhưng lần này khác với lần trước ở phủ thái sư họ đã chuẩn bị lâu rồi rầm rộ thì rầm rộ ẩm ý thì ẩm ý nhưng sự phối hợp ăn ý của hai người dường như là bẩm sinh vậy vũ khúc duyên dáng nhịp nhàng trong vườn hoa Trời sinh nhân vũ mà sinh phong Vino với điều nhảy mềm mại chỉ có hoàng đế mới có thể nặn ra. Vóc dáng thon thả, bước chân nhẹ nhàng chính là những yếu tố mềm mại nhẹ nhàng, quay người và xoay tròn thể hiện được sự trang trọng thanh lịch, phóng quáng lại có nhiều tư thế đẹp. Tựa như là tiên nữ dáng trần khiến tinh túy của điệu văn đã phát huy được tới cực điểm. Nên nhớ đây là động tác treo bán thủy của Lý Kỳ dạy nàng nhảy. Bây giờ nàng đã vượt qua cả Lý Kỳ rồi. Đó chính là thiên phú không thể đổi kịp được cũng may cơ thể của lý kỳ tướng mạo cũng không kém hơn nàng động tác cũng cực kỳ tự nhiên phóng khoáng vẻ mặt luôn mỉm cười mê đắm lòng người trong lòng chỉ hận là không được thưởng thức người đẹp một bức tranh tuyệt đẹp cùng với ánh đèn mờ ảo hiện lên trước mắt hai người đám người tống huy tông nhìn như si mê không hề chớp mắt làn điệu từ trầm đã nhanh dần lên lúc này hai người đã quên đi tất cả tất cả đã chìm lắng đi trong mắt chỉ còn lại có hai người nện bước dù càng lúc càng nhanh nhưng trong mắt hai người lại ẩn chứa sự dịu dàng Mỗi lần xoay chuyển trong mắt hai người đều mang chút cảm giác mất mát, hình như là giây phút đó không thể gặp lại mà cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ chính vì như vậy, hai người bước vào cảnh đẹp, tất cả đều là nước chảy thành sông, mỗi bước chân không nhiều không ít, không nghênh không lệch, hầu như họ không phải là hai chân đang nhảy mà là tim đang đập, chỉ có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong chốc lát. Tiếng đàn từ từ long cong một tiếng, mặc dù tiếng còn lại chưa dứt, nhưng hai người đều đã dừng lại cũng đã tỉnh lại từ khúc van say đắm lòng người hai người buông nhau ra hành lễ với nhau ánh mắt đều vẻ trốn tránh không dám nhìn thẳng vào đối phương đồng thời xoay người hành lễ với tống huy tông nhưng tống huy tông hầu như vẫn còn đang hướng về màn múa đó tất cả im lặng như tờ mọi người đều giống như tống huy tông say mê không ngừng duy có trong ánh mắt của thái du cười vui vẻ lại thấy được sự thèm muốn giống như đang đứng trước là một con mồi làm gì thế Trong một chàng vỗ tay lý kỳ lức nhìn mọi người cảm thấy lúng túng Hồi lâu sau, tiếng vỗ tay bỗng vang lên. Tiếng vỗ tay chính là quận vương triệu giai. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ này cũng khiến mọi người tỉnh lại. Tống Huy Tông quát lên một tiếng. Hay, cho thiên tài nghệ thuật này, đứng dậy kích động nói. Kỹ thuật nhảy của hai vị, có đúng là không gì sánh kịp. Bài nhảy hôm nay, chậm thấy hay nhất. Vũ đạo lay động lòng người nhất. Hay, hay, hay. Những người còn lại cũng vỗ tay theo, lần lượt khen hay. Có khoa trường như vậy không chứ? Lý Kỳ nhìn nét mặt bọn họ đều thấy có chút khó tin. Kỳ thực hắn đã quên mình đang nhảy, giống như tất cả đều thuận theo tự nhiên cũng không biết mình nhảy thế nào phòng nhiệt độ tỉnh lại nhớ về màn nhảy vừa rồi hai má ửng hồng cũng may nàng hóa trang rất tốt nên không ai nhận ra sau khi được mọi người tán thưởng hai người lại một lần nữa hành lễ tạ ân sau đó phòng nghiên độ liền lui ra ngoài long đình viện dù sao đây cũng là nơi của các vị đại lão gia nàng là con gái không tiện ở lại quá lâu không còn cách nào khác lý kỳ chỉ còn biết thay nàng tiếp tục nhận sự khen ngợi của mọi người Lý Kỳ, vô tướng hiến lần này ngươi quả thực đã khiến chấm mở rộng tầm mắt đấy. Với vô thắng của vô tướng, còn có người đẹp này, vũ khúc đẹp, ha ha ha. Tổng Nguy Tùng vỗ vai Lý Kỳ, càng nhìn càng thấy yêu quý con người này. Quả đúng là không gì là không làm được. Ánh mắt này sao mà mờ ám như vậy? Hắn không muốn nhận mình là nam sủng chứ? Trời ơi! Lý Kỳ bỗng thấy nổi da gà, bất giác lùi xuống phía sau một bước, cười nói. Đà tạ hoàng tượng khen thưởng. Vì hoàng thượng công hiến một chút sức lực là bổn chức của vi thần, Lý Bang Ngạn bên cạnh chừng mắt lên nhìn nói: Vũ khúc này ta cũng đã nhảy không ít lần rồi, nhưng sao lại không nhảy đẹp được nhiều người chứ? Quả đúng là khiến người ta khó hiểu. Vì tể tướng lãng tử này cũng không phải là hư truyền, thằng nhãi này thường chạy tới kỹ viện và nhảy điệu này, tuyệt đối xem như là hiếm thấy trong tể tướng rồi. Còn mẹ nó chứ, người đừng làm nhục ta được không? Đó là ngươi đang nhảy, người rõ ràng chính là đang khai du. Lý Kỷ thể hiện sự khinh bỉ đối với thằng nhãi này. Vương Phủ bỗng cười ha hả nói: Cái này ta biết. Lý Bang Ngạn ồ lên một tiếng không biết hiện tướng có cao kiến gì vương phủ nói thứ nhất người coi quần áo mà lý kỳ mặc đi ta cho rằng đây là chuyên dùng cho vũ khúc này quả nhiên là có chút kiến thức lý kỳ gật đầu cười nói vương tướng nói rất đúng vương phủ lại nói thứ hai vũ khúc này vốn chính là hai người nhảy cần hai người nhảy tương trợ lẫn nhau tả tướng đối tượng nhảy cùng ngươi có lẽ không phải là phong đương tử rồi lý bang hạn bừng tỉnh ngộ ra cười nhìn tống huy tông nói hoàng thượng lần sau có thể cho vi thần và phong đương tử nhảy cùng một khúc không đồ chó biết, biết chớ là mù mắt ta hai mắt của lý kỳ trận trừng lên xem như phục cái tên tề tướng lãng tử này tống Huy tông vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt lên nhìn tên nhãi này cười nói được chờ ngươi cao bằng lý kỳ chấm sẽ cho ngươi vào phong đương tử nhảy một khúc hả lý Băng ngạn ngẩn người ra liền nhìn về phía lý kỳ lý kỳ cũng không đùa với mình chứ liền đứng thả người lên ngẩng đầu ưỡn ngực lý Băng ngạn lúc này như chết lặng cả người động tác nhỏ của hai người mọi người đều nhìn thấy bỗng đều bật cười ha ha cả yến tiệc vô tướng trong lòng ai nấy đều hài lòng dưới sự kích thích của phong hino mặc trang phục mặt người dạ thú bắt đầy làm chim muông bay các nơi tìm kiếm tiểu thiếp lý kỳ thì khắp người mệt mỏi bụng đói cồn cào hắn làm đầu bếp một lần mà thành như vậy nhanh chóng trở về ngự thiên phòng làm chút hải sâm bảo ngơ tài bừng địa banh lớn đĩa này có lẽ là làm từ ngọc thạch rõ ràng hắn không còn tinh toán nữa công lao của hắn hôm nay cũng không phải là ít ai dám nói hắn vừa ăn vừa đi ra ngoài cung tới ngoài cửa cung mã kiều dắt hai con ngựa tới Do vì Lý Kỳ chưa ăn hết bánh trong đĩa, không tiện cưỡi ngựa, liền khoát tay để y tiếp tục giữ lấy, hít một hơi dài, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, cảm thấy rất sảng khoái. Đây có lẽ là nơi duy nhất còn tương đồng với hậu thế. Lắc đầu nói. Hay là về sớm ngủ đi. Sao lúc nào chẳng ấm được? Vừa tới đường phố bỗng nghe có người nói. Phòng đường tử, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Phòng nghi đô. Lý Kỳ nhíu mày đi theo hướng có tiếng nói, qua ánh trăng đã mơ hồ nhìn thấy hai xe ngựa đang dừng lại trên phố. Phía sau chính là xe ngựa của phòng nghỉ đồ, phía trước còn nghe thấy một chiếc xe ngựa hào hoa. Vừa nhìn là biết chủ nhân của chiếc xe ngựa này không phải là người giàu thì cũng là người phú quý. Bên cạnh xe ngựa có một đám người đang đứng, bảy tám hộ vệ mang đao, trong đó có hai người chính là lần trước suýt nữa đã bị cận vệ bên cạnh phòng nghỉ đồ giết chết ở Thủy Trúc Viên. Nhưng hai người này đứng đối diện trước mặt năm sáu đại hán rõ ràng là có chút thế lực mỏng manh. Ngoài ra phòng nguyên đồ cũng ở đó, nghe phong nghi đồ nói hôm nay đã khuya rồi quả thực không tiện xin các hạ thay tiểu nữ tới thái đại nhân nói một tiếng không phải hẹn hôm khác nghi đồ sẽ tới tạ lỗi thái lão ra thái du trời ơi sao lão tử lại luôn gặp phải chuyện này chứ lý kỳ gãi đầu vẻ mặt ảo não bỏ miếng bánh cuối cùng vào trong miệng hung hăng nhai mã kiều nhỏ giọng nói bộ soái hình như phong nương tử gặp khó khăn rồi ta mở to mắt nhìn ê vậy chúng ta có giúp không người không sợ chết à đi đường gặp chuyện bất bình tự nhiên là rút đau thương trợ tại sao phải sợ hay không càng huống hồ là phong đương tử nếu là sư muội của ta giả thiết này tuyệt đối không thể tồn tại quan sát tiếp theo lý kỳ nói với mã kiều trong lòng thì rõ ràng rất là tức giận tự nhiên hắn hy vọng phong nghi nô có thể tự làm được chuyện này nhưng chuyện đời vẫn không như ý muốn người đó liền nói ta chỉ là phụ mệnh hành sự nếu phong đương tử có lời muốn nói với đại gia xin đích thân nói bây giờ hãy theo chúng ta đi một chuyến thôi phong Gino không khỏi tức giận nói nếu ta không đi thì các ngươi làm thế nào vậy thứ cho chúng tôi đắc tội Tới lúc đó chúng tôi sẽ lĩnh tội với đại gia. rất lời hộ vệ phía sau hắn ta liền bao vây lấy đám người của phòng nghị đồ. Chết tiệt! Người vừa mới trở về đã gấp như thế sao? Lý Kỳ bất giác thở dài một tiếng, phòng nghị đồ tức giận quát. Cả người dám làm như vậy, ta nhất định sẽ bẩm báo các người lên hoàng thượng. Người đó thản nhiên nói. Phòng đường tử có lẽ còn chưa biết. Hoàng thượng đã hứa gả cô cho đại gia rồi. Cái gì? Lý Kỳ ngẩn người ra, bước chân vừa bước ra lại thu trở về. Chuyện chuyện này có thể sao? Như vậy tình hình càng hỏng bét rồi bởi vì lý sử Sư đã không thể bảo vệ được phong nghi đồ nữa rồi phong nghi đồ cũng tráng váng ngơ ngác nhìn người đó lát sau mới nói chuyện chuyện này là thật chứ người đó nói xem như coi cho tiểu nhân vài lá gàn đi nữa tiểu nhân cũng không dám tự ý chuyển thành ý phong đương tử nên đi cùng chúng tôi chứ tránh mọi người đều khó xử huống hồ thái đại nhân chúng tôi đang là anh quốc công nếu phong đương tử cùng đại gia vinh hoa phú quý tự nhiên là hưởng vô cùng tận chuyện này mọi người đều biết cho nên gã cũng không cần giấu giếm điều gì Tạc phòng của phổ thái vẫn luôn luôn là như vậy. Có câu buồn quá mà lòng chết, trong mắt của Phong Nguyên Hồ đã tuyệt vọng hoàn toàn. Cô mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của Lý Sư Sư, nhưng cô không biết đằng sau còn có hai cặp mắt đầy mâu thuẫn đang nhìn cô. Giúp? Hay là không giúp? Trong lòng của Lý Kỳ vô cùng mâu thuẫn, hiện giờ Thái Du quyền vị chức cao, tương đương với vương phủ, nếu hai người này là một, đã có thể khiến cho hắn phiền phức rồi. Nếu đồng thời làm kẻ thù với hai người, hắn quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng con người không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình được? Mà kệ, dù sao Thái Du cũng đã có ý đối địch với mình rồi, sớm muộn cũng sẽ đối diện thẳng mặt với gã ta, chỉ bằng hành động trước để kiềm chế đối phương. Lý Kỳ nhíu mày bước lên phía trước, mã kiểu giữa người, dù đối phương là người thế nào, y cũng không chịu được cảnh mấy tên đại lão già ức hiếp phụ nữ, sớm đã muốn động rồi, mau lên thôi. Nhưng vừa bước được hai bước, bỗng từ bên cạnh xông ra một người kéo mạnh tay Lý Kỳ, Lý Kỳ sợ hãi ngẩn người ra, quay đầu lại kinh ngạc nói: là ngươi Má Kiều chân cũng đã bước tới nửa chừng rồi thấy có người tới liền thu lại chỉ thấy Triệu Tinh Yến mặc đồng phục cung tông cơ đứng cạnh Lý Kỳ sắc mặt không tin nói lẽ nào ngươi còn định lên giúp sao Lý Kỳ không trả lời mà hỏi lại ta không nên đi sao không nên vì một người phụ nữ mà đắc tội với Thái Du tuyệt đối không sáng suốt Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa người không thể chưa từng nghe nói chứ Triệu Tinh Yến nhíu mày nói Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa Lý Kỳ nhìn gương mặt nghiêng nước yên thành này bỗng bật cười nói Ngươi là đang nói chính mình sao? Triều Tinh Yến rực rốt, Lý Kỳ hất tay nặng ra, bước lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 147 của Bắc Tống Phong Lưu, Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 148.